Xin chào mọi người. Trong đợt nghỉ hè vừa rồi á, hai đứa mình có đi đến nhiều nơi có cảnh đẹp thiên nhiên gồm rừng, núi, biển, hồ mà Vân cũng đã chia sẻ trong nhiều video trước. Thì hôm nay cũng không có ngoại lệ, hai chúng mình lại đến một nơi bảo tồn thiên nhiên tuyệt là đẹp luôn á cả nhà, cùng ngắm cảnh hồ nước trong xanh, đi dạo trong rừng hít thở không khí trong lành, xem hoa cỏ mùa hè vẫn nở rộ, tuyệt vời. Có một điều đặc biệt á, là mình phát hiện ở nơi đây có rất là nhiều dâu dại mọc lan tràn khắp cả lối đi luôn á cả nhà. Nên Vân đã quay lại cảnh đẹp này chia sẻ đến mọi người cùng xem. Mọi người biết không, bước đến đâu á, dâu mọc lủng lẳng ở đó nhìn mê lắm luôn cả nhà ơi, mà dễ thương lắm. Tuy nhiên hôm đó thì Vân không có biết, không có chuẩn bị đồ mang theo để hái, vì vậy lần sau chúng mình sẽ quay lại đây hái cho mọi người cùng xem nhé. Hơn như cả nhà cũng biết, năm nay tình hình dịch bệnh nó xảy ra, mọi người ở khắp nơi cũng không có dám đi du lịch xa, là đặc biệt đi đến những nơi đông người, và bản thân hai đứa mình cũng vậy luôn, không có dám đi đến những cái khu trung tâm mua sắm sầm uất hoặc những cái khu vui chơi như lúc trước nữa. Và người dân ở Thụy Điển ở nơi đây á, người ta cũng không có đi du lịch sang những nước châu Âu ví dụ như Tây Ban Nha, Ý như mọi năm nữa. Còn kế hoạch của tụi mình đi du lịch và đặc biệt về Việt Nam cũng hủy luôn á mọi người. Thì thôi mình đợi tình hình nó ổn định xong đi, rồi mình muốn đi đâu thì đi cũng được. Vì vậy Vân nghĩ khám phá ra những cảnh đẹp thiên nhiên như vậy cũng rất là thú vị, mà Vân tự nhiên Vân cũng thích lắm luôn á cả nhà, mà mình cảm thấy an toàn nữa cả nhà ha. Mà mọi người biết không, dọc cả những lối đi như trong video mọi người có xem á, thì người ta rào những cái dây kẽm điện có để bảng chú ý cho mọi người xem. Vì vậy khi Vân muốn vào bên trong thì phải leo qua một cái cầu thang gỗ mà người ta đã làm cho ai muốn vào thì vào, chứ không thôi thì Vân cũng không biết sao mà vào bên trong được luôn á cả nhà. Và nhờ tò mò vào bên trong á, Vân mới phát hiện ra quá trời dâu ở đó luôn á mọi người. Bây giờ thì Vân cũng mời mọi người hãy cùng thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên và chúc cả nhà xem video thật là vui nha.
Thank you.